đáng yêu với chú quả biết mặt cả. Muốn sờ mình thì phải có lệ phí. Quả quả, quả, này, đâu là khô vậy? Chú sờ tí, đây là khô, chú sờ một tí. Ê, có chưa sờ không? Nè, một tí nhé, cho một tí. Chàng trai này vô tình phát hiện một chú quả trên đường. Anh liền lấy một cái lá khô để làm phí nhằm xin được vuốt em nó một chút. Ban đầu quả ta vẫn còn chảnh chọe lắm, nhưng khi anh trai chìa lá khô ra trước mặt liền cam chịu cho anh sờ mình một tí. Cơ mà có lẽ một chiếc lá đối với em quả này hơi ít, em nó liền trở nên cau có và tránh xa anh trai này, thậm chí còn chửi anh khi anh cố gắng sờ thêm. Sờ tí, lá khô đi đây cho sờ một tí. Ê, đầy đầy có lá khô đây đây, có phải là tay không có gì đâu. Ấy, đây cô là đây mà, mày là tay không mà đòi sờ đâu. Nhưng mà sau một hồi nghe chàng trai năn nỉ với chiếc lá khô trên tay, em cũng chịu đứng yên chờ sờ thêm một chút, mặc dù trong lòng không vui vẻ lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.